tôi giới thiệu với mọi người cái này là cái tô vít đầu tuyết ha. Loại tô vít này nó kết hợp giữa cái cây tô vít và cái đầu sóc két á, đầu tuyết á. À, phần đầu này sẽ là đầu tuyết, đầu sóc két, còn phần này với cái phần thân sẽ là của cái cây tô vít. À, hai cái này, hai dụng cụ tô vít và sóc két kết hợp với nhau nó sẽ trở thành là tô vít đầu tuyết. À, ở đây mình đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 size. Từ size 3, size 4, 4 rưỡi, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ở đây thiếu size 5.5. Đó. Thiếu size 5.5 nữa là đủ tất cả các size tô vít đầu tuyết hệ mét. Và ngoài ra còn có hệ in là từ 1 phần 8 cho tới 9 phần 16 in. Tùy theo nhu cầu sử dụng của mình thì còn hệ in hay hệ mét thì mình chọn cái cây tô vít cho nó phù hợp. Các bạn liên hệ trực tiếp với Thanh để Thanh gửi catalog cho các bạn chọn ha. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu về cái chi tiết về cái cây tô vít này. Thì đặc điểm của nó là cái đầu này là đầu sóc két. Kích thước của cái này là bao nhiêu để mình đo xem. Kích thước của cái đầu sóc két đầu tuyết này là 3mm. À, tất cả các cây tô vít dù size nhỏ hay size lớn thì cái phần sóc két này, cái phần đầu tuyết này nó đều có kích thước dài giống nhau là 3mm. Rồi size này là size 8 thì cái đầu sóc két này sẽ có size là 8mm. Vật liệu là chrome vanadium, ở trên cái đầu tuyết có khắc chìm số size nè, 8mm nè. Và tên của vật liệu là chrome vanadium nè. Đó, cây tô vít này sản xuất theo tiêu chuẩn DIN 3125. À. Rồi đây là cái phần chui, thì phần chui giống y chang cây tô vít luôn. Chui này là chui Quattrolit, khắc tên của hãng là Elora, có lỗ treo dụng cụ hai màu vàng đen. Rồi ở đây có ghi số model nè, 216-8 ha. Size 8 thì model là 216-8. Đó, tất cả các size tô vít từ size 3 cho tới size 14 đều có cái chiều dài của cái đầu tuyết thì bằng nhau, nhưng mà cái chiều dài của cái chui thì sẽ khác nhau nè. Ở đây là từ size 11, 12, 13, 14 thì có cái chui dài là 110mm, 105mm ha. Cái chui của cái cây tô vít từ 11, 12, 13, 14 thì 4 size này có cái chui dài là 105mm. Rồi tiếp theo là cái khúc đai từ 7, 8, 9, 10. Size 7, size 8, size 9, size 10 thì có cái chui dài là 95mm. Size 7, size 8, size 9, size 10 có chui dài 95mm. Phần còn lại là từ 3, 4, 4,5, 5,5, 6 thì có kích thước của cái chui là dài 85mm. Đó. Size 3, 4, 4,5, 5,5, 6 thì có chui dài là 85mm. Như vậy thì đối với cái cây tô vít đầu tuyết mà hệ mét thì nó sẽ chia ra làm 3 phần. Nó sẽ chia ra làm 3 nhóm ha. 3 nhóm tương ứng với 3 cái kích thước của cái chui khác nhau. Từ size 3 tới size 6 thì chui dài 85mm. Từ size 7 tới size 10 chui dài 95mm. Từ size 11 cho tới size 14 thì có cái chui dài là 105mm. Đó. Tất cả các chui đều đúc theo hình khuôn nắm tay hết, để chúng ta cầm, chúng ta thao tác nó rất là dễ, nó không bị tuột tay ha, không bị trơn tuột. Rồi size 3 thì có cái đầu tuyết là 3mm, model là 216-3. Size 4 thì đầu tuyết sẽ là 4mm, model 216-4. Rồi model 216-4.5 thì có đầu tuyết là 4.5mm. Model 216-5 thì có đầu tuyết là size 5mm. Model 216-6 thì có đầu tuyết là 6mm. Model 216-7 có model là 7mm. À, model 216-7 có đầu tuyết là 7mm. Model 216-8 thì có đầu tuyết là size 8mm. Rồi mã hàng 216-9 thì có cái đầu tuyết size 9mm.
Model 216/10 thì đầu tiếp là size 10 mm. 216/11 đầu tiếp là size 11 mm. 216/12 thì đầu tiếp là size 12 mm. Model 216/13 thì đầu tiếp là 13 mm. Và cuối cùng là model 216/14 là size to nhất thì đầu socket sẽ là size 14 mm. Đó. Phần tiếp giáp giữa thân và cái đầu tiếp này hãng họ vác cạnh ở đây ha, cho cái khả năng chịu lực vặn xoắn, lực moment xoắn của nó tốt hơn, cao hơn. Rồi thì cây tô vít này cũng như các loại cây tô vít khác thì bên này một mặt, bên này thì khắc tên của hãng là Elora, rồi tên của cái chuôi là Quadrolite có lỗ treo dụng cụ, rồi mặt bên này là ghi thông số kỹ thuật và mã hàng. 216/3 là mã hàng, 3 là 3 mm là đầu tiếp size 3 mm và đúc nổi dòng Made in Germany.